Chiều 1 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo với đoàn, đại diện Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua, số ca mắc mới gia tăng, trong đó có nhiều ca phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca không có triệu chứng, không có nguồn lây. Về đánh giá cấp độ dịch, ngành y tế đánh giá thành phố đang ở cấp độ 4 do không đặt yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ vaccine. Ngoài ra, ngành y tế còn báo cáo về công tác xét nghiệm, cách ly, điều trị, hậu cân. Bí thư thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, thành phố đã tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi đạt trên 90%. Có người sống ở thành phố là tiêm không phân biệt, còn tính trên số liệu dân cư thống kê là trên 100%. Số lượng từ chối tiêm mỗi quận huyện khoảng 150 đến 200. Mũi 2 thực tế cũng phải được 82 đến 83%, nhưng vừa qua do F0 tăng nên y tế cơ sở hút vào việc khác, nên việc nhập dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng chậm đối tượng trên 50, 65 tuổi thực tế cũng phải trên 80%. Theo ông Mạnh, việc triển khai cho F0 tại nhà uống thuốc Monopiravir của thành phố còn chậm, do bác sĩ còn lo lắng, e ngại, mong đoàn hướng dẫn thêm. Cảnh đó, mấy ngày gần đây số ca tử vong của thành phố tăng nhanh, ca cấp cứu 2 ngày nay cũng tăng. Vì vậy, thành phố mong được đoàn của Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về cách dùng thuốc Monopiravir cho F0 xin cấp thuốc này, do lượng F0 của thành phố hiện rất cao, trên 13.000 người. Bên cạnh đó là cách thức chữa, điều trị và giám sát hỗ trợ điều trị từ xa, cử thêm lực lượng hỗ trợ thành phố trong vài ngày tới, dự báo trong 3 hoặc 7 ngày nữa sẽ thực sự báo động. Các thành viên của đoàn công tác đã góp ý về từng vấn đề thành phố nêu ra, trong đó về năng lực điều trị, Cần Thơ được đoàn đánh giá khá tốt so mặt bằng chung toàn quốc. Tuy nhiên, qua đánh giá của thành phố thì lại thấy còn lúng túng trong việc sử dụng thuốc như nào. Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng cục khoa công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế cho biết Kinh nghiệm là nếu đưa thuốc điều trị kháng virus sớm cho F0, chưa triệu chứng thì giảm khả năng tăng nặng, giảm khả năng lây nhiễm, phòng chống dịch rất hiệu quả. Kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 cho thấy giảm hẳn tầng 2, 3, Cần Thơ nên triển khai sớm sử dụng thuốc Monopiravir cho F0 tại nhà. Chạy ngay chương trình này càng sớm càng tốt, cần thì ngày mai có người ở lại cầm tay chỉ việc để chạy ngay chương trình này. Đồng Tháp, Kiên Giang đã chạy chương trình này giảm 80% rất hiệu quả, ông Quang nhấn mạnh. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trần Sơn cho rằng, về đánh giá cấp độ dịch, như báo cáo của Bí thư thành phố và cập nhật của Bộ, thì tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 của thành phố đã chiếm 97%, mũi 2 cũng 85 đến 87% rồi. Thành ra, tỷ lệ người trên 50 tuổi được tiêm theo báo cáo của Sở Y tế là 70,6%, thì thành phố nên xem lại về tỷ lệ này. Thành phố không nên để cấp độ này vì nỗ lực của tất cả mọi người từ chính quyền đến người dân tham gia tự nguyện vào công tác tiêm vaccine đạt kết quả rất cao như vậy mà lại bị tăng cấp độ nên đề nghị lưu ý thống kê phải chính xác hơn. Theo ông Sơn, trong đối tượng trên 50-65 tuổi, có những đối tượng không thể tiêm được. Do vậy, nếu thành phố cân đối lên được chỉ số này và tỷ lệ nhiễm mắc trên địa bàn giao cho chính quyền linh hoạt, nên về cấp độ, ông Sơn đề nghị xem lại để có nhận xét khách quan hơn, trung thực hơn với tình hình. Theo tôi, cấp độ 3 là phù hợp so với các tỉnh thành khác, ông Sơn nói. Cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý thành phố về một số nội dung truyền thông, giám sát dịch tễ, điều trị F0. Trong đó, Thứ trưởng Sơn cho rằng điều trị F0 tại nhà là hết sức quan trọng. Ông đánh giá thành phố Cần Thơ xây dựng hệ thống điều trị F0 tại nhà tương đối nhanh, nhưng cần làm sao để các F0 này tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất, đặc biệt làm sao tăng bao phủ thuốc Monopiravir cho người bệnh. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO A Vòng Pháp Luật TV.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.